Chào bác nhá, chào mừng bác quay trở lại với Nhất Huy Auto, địa chỉ tại lô B3 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện ngay bến xe Mỹ Đình. Hôm nay em muốn giới thiệu qua cho bác một sản phẩm mới mà bên em vừa cập bến về, đó chính là chiếc Honda CR-V đời 2019 bản L các bác nhá, màu đỏ mận biển thành phố. Hôm nay các bác cùng em tham quan qua về chiếc xe này. Cực kỳ đẹp luôn, 2019 bản L các bác nhá, chạy hơn 4 vạn km. Rất đẹp luôn, chiếc Honda CR-V phân khúc 7 chỗ. Cùng em xem qua chiếc xe này. Và khi đến với bên em thì các bác được những quyền như là bên một cam kết cho các bác trên văn bản là không đâm đụng vào nước, không gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của chiếc xe. Xe thì bên em bao chiếc hãng và bao rút hồ sơ, hỗ trợ banh cho các bác lên tới 70% giá trị xe cho các bác. Ở Honda CR-V nó là một cái gì đó nó đang được người ta tìm đến rất là tuyệt vời. Một bộ lốp Michelin cực kỳ tuyệt vời cho các bác luôn. Xem qua về ngoại thất xong đến nội thất các bác nhé. Rất là đẹp luôn. 2019 chạy hơn 4 vạn một chiếc xe cực kỳ đẹp, chả có gì phải bàn cả. Với cái mức giá đang loanh quanh trên thị trường nó là hơn 900 triệu. Các bác quan tâm về mẫu xe này thì cứ inbox trực tiếp cho em hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại 0983 132383 để được biết thêm thông tin chi tiết và cái mức giá của chiếc xe này. Đó, rất là đẹp luôn. Xe thì không có gì phải bàn rồi, các bác cứ xem qua xe đi. Và đến đây với em, chúng ta cùng nhau trải nghiệm để lái thử chiếc xe này. Rất là đẹp luôn. Đây, cốp điện các bác nhá. Xe 7 chỗ rất là rộng rãi. Honda CR-V. Đó, bản L thì chúng ta có đầy đủ rồi. Ở cửa sổ trời, toàn cảnh, panorama, đèn đầu start stop này, auto hold, rồi là phanh tay điện tử. Rất là nhiều. Tất cả các bác check cho em xem cái keo chỉ ở xe còn nguyên zin nhá. Cam kết cho các bác là không một vết keo chỉ nào ra đi cả. Rất là tuyệt vời. Đó, khi mà đóng cốp thì cần một nút bấm thôi. Tiếp tục cùng em vào bên trong cái phần nội thất của chiếc xe này. Ngoại thất rất đẹp rồi, nội thất. Keo chỉ tất cả luôn nhá. Khi mà bọn em lấy xe về thì các bác yên tâm. Nó chính là những cái phần keo chỉ, ốc ác bọn em đều kiểm tra kỹ lưỡng. Khi mà mang xe về, mang lên tay người tiêu dùng cho các bác. Có rất nhiều bác hỏi em rằng là anh rất sợ những chiếc xe Sài Gòn vì trong đấy hay đâm đụng này hoặc là thủy triều lên và thủy kích ngập nước. Nhưng các bác yên tâm vì bên em luôn cam kết cho các bác trên văn bản là khi chúng ta mua xe bọn em đều đóng dấu và cam kết tên công ty cho các bác là những chiếc xe bên em chào bán đều không đâm đụng ngập nước và không gây tai nạn giao thông các bác nhá. Đó, keo chỉ tất cả máy móc còn nguyên zin luôn. Đây còn các quả phiếu nhắc lịch bảo dưỡng rồi km zin toàn bộ các bác nhá. Đó, các bác quan tâm thì cứ inbox trực tiếp cho em. Xe cực kỳ đẹp luôn. Cam kết cửa hàng cho bác. Ví dụ các bác mua ở dân thì nếu như mà gặp vấn đề gì thì chúng ta mua xong rồi thì cũng khó để mà giải quyết. Nhưng mà các bác mua ở cửa hàng thì các bác yên tâm về đảm bảo chất lượng, uy tín cửa hàng. Đấy, có vấn đề gì thì các bác cứ mang lại cửa hàng bên em sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái phần lỗi nào bên em cập nhật cho các bác. Tiếp tục xem qua về phần máy của chiếc xe này coi nhá. Đó, CR-V động cơ turbo đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, trẻ trung, vừa bốc vừa tiết kiệm nhiên liệu. Đó, xe thì em mang về thì còn mộc nguyên các bác nhá. Tất cả những cái nốt này em chỉ cho rửa qua thôi, xước sát qua bên ngoài. Đấy, xịt nước qua và mang lên đây đăng cho các bác, không có làm gì cả. Làm lại tất cả cái gì đâu. Để ốc ác tất cả như các bác nhìn check nhá, những cái vết sơn zin của nhà máy họ vẫn còn đây. Ốc ác này, máy móc này, tất cả những cái ốc máy này, nắp mặt máy này, rồi là ốc chân máy vẫn còn đầy đủ các bác nhé. Cam kết không đâm đụng ngập nước cho các bác. Và chiếc xe này đang được bên em chào bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 965 triệu đồng. Các bác quan tâm về chiếc xe này thì cứ inbox trực tiếp cho em hoặc liên hệ cho em qua số điện thoại 0983 132383 hoặc trực tiếp đến với em Nhất Huy Auto có địa chỉ tại lô B3 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Cảm ơn các bác.